Su xây xây chào vòng tất cả vòng các coi bạn nha. Hôm nay là ngày xây thứ nha, ba bạn Su Heo sẽ xây học nha. Nha, rồi xây rồi, ngồi ngồi rồi, nằm xuống ơi, rồi đứng dậy, giỏi giỏi giỏi. A à, a à. Rồi Su xây, Su xây nè nè, xây vòng vòng nè, bữa nay học động tác mới nha. Xây xây người, xây 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 đây 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 đây, xây đây, rồi ngồi ngồi ngồi, rồi nằm xuống ơi, đứng dậy, giỏi 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 giỏi, rồi sâu ô, đứng hai chân coi, đứng hai chân lên, đứng hai chân lên nữa nữa, đứng hai chân lên nghe sâu, đứng hai chân, đứng hai chân coi, giỏi 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 giỏi. À bữa nay á là Su học thêm hai động tác mới, thứ nhất á là động tác á, đứng hai chân, thứ hai là xoay người nghe. Rồi bây giờ xoay người, bây giờ trước khi xoay người ôn lại động tác cũ nghe. Rồi Su quay qua đây, Su đây cho khán giả coi coi. Su ngồi đi, ngồi rồi Su nằm, Su đứng dậy, rồi Su đứng hai chân coi, giỏi giỏi giỏi. Su đứng hai chân, giỏi. Tiếp tục nha, tiếp tục nha, xoay 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 người, xoay người nha. Bây giờ đó, rồi xong rồi Su đứng hai chân coi, đứng hai chân lên ta coi coi, đứng hai chân lên, đứng lên, ô giỏi nữa nữa, đứng 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 hai chân, giỏi 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 giỏi. Su giỏi quá, Su quá giỏi luôn. Su đây nè, tiếp tục nè, ông bài cũ nè, ông bài cũ nè, xoay người, xoay người, giỏi giỏi. Rồi đứng hai chân coi, đứng coi, giỏi coi, giỏi coi, đứng lên, giỏi giỏi quá, đứng giỏi quá, đứng quá giỏi luôn, hết một cái trứng gà của ba rồi. Chung chơi chút rồi mình tiếp tục nha, giỏi giỏi nha. Nay thêm hai động tác mới nha, xoay người nha, đứng hai chân nha, Su là sinh ngày ngày 6 tháng 1 năm 2022, hôm nay á là ngày 19 tháng 2, vậy là Su bao nhiêu tuổi ta, Su tính cho ba coi Su bao nhiêu tuổi, một tháng mấy ngày, một tháng mấy ngày, một tháng 13 ngày tuổi. Rồi bắt đầu Su xây người đi, một tháng mới có một tháng 13 ngày tuổi mà Su làm được cái đó hả. Rồi Su ngồi, Su nằm, rồi Su đứng dậy, rồi Su đứng hai chân, giỏi 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 giỏi. Rồi giờ tiếp tục nha, rồi Su xoay người, Su xoay người, giỏi. Su xoay xoay xoay, rồi Su ngồi, ngồi đi nè, ngồi. Su nằm xuống, Su ngồi dậy, Su đứng lên, Su đứng hai chân ba coi coi, giỏi quá giỏi quá giỏi quá giỏi quá. Rồi bây giờ xoay người, xoay người nha, xoay nha, xoay nha, ngồi coi. Rồi đúng, nằm xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, nằm. Rồi giỏi, Su giỏi, giỏi quá, Su học nhanh quá, mới có 3 ngày mà thành thuộc hết rồi. À, Su xoay người, Su xoay người, Su xoay 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 xoay, Su ngồi, Su nằm. Rồi Su ngồi dậy, Su đứng dậy coi. Rồi đứng hai chân ba coi coi, đứng hai chân lên, đứng hai chân lên, đứng lên, cao lên miếng nữa, cao lên miếng nữa thì ba mới
mới cưng, cao lên miếng nữa, giỏi 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 giỏi, Su giỏi quá. Su ăn không được làm rớt nha, Su rớt là ba không thưởng nữa đâu đó. Đây nè, giờ Su chơi miếng đi, chơi đi, chơi nè, chơi nè, nè, chơi với ba nè, chơi trò gì đây, lắc lư cái đầu, lắc 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 lư cái đầu, lắc lư cái đầu, rồi xuống ngồi nha, xuống nằm xuống coi, giỏi, xuống ngồi dậy coi, xuống ngồi dậy, rồi xong đứng coi, đứng hai chân qua coi coi, đứng hai chân lên, đứng cao lên coi nè, đứng cao lên nè, giỏi. Nay hai động tác nữa nghe sâu nhớ nha, bài cũ là ngồi rồi nằm rồi đứng rồi xoay người rồi đứng hai chân, rồi bài tập ngày mai là tiếp tục là ôn lại bài, ngày mốt tập thêm hai động tác mới gồm bắt tay nha. Mai mốt và lớn lớn chút ba dạy cho sủa ha. Bây giờ là chưa biết sủa đâu, 3 tháng mới dạy sủa được. Thôi kết thúc nghe. Rồi bye bye mọi người đi. Nó quen nó biết hết á, sáng nó cho cá ăn cái bắt đầu nó là nó ngồi nó nắm cá đã xong cái bắt đầu nó sủa, nắm cá đi kìa, nắm cá đi xong cá kìa, cá kìa, cá kìa. Say sưa luôn đó, ăn cá đó anh nói nó còn cầm đây thấy này ở này à. Ngọc hành ăn rồi còn cái gì nữa, còn cái gì nữa hả?